Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị khán giả thân mến, xã hội phát triển nhanh đồng nghĩa với việc những áp lực trong công việc và trong cuộc sống ngày càng gia tăng. Và những người không thể thích nghi được với căng thẳng áp lực này thì thường mắc bệnh rối loạn lo âu và đi kèm là triệu chứng mất ngủ. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng với quý vị khán giả tìm hiểu về chủ đề làm sao để khắc phục mất ngủ do rối loạn lo âu. Đồng hành cùng với quý vị khán giả xin được trân trọng giới thiệu đó là dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin được gửi lời chào đến với dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin chào MC Công Nghĩa, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, thưa dược sĩ Nguyễn Thị Điện, có nghĩa thấy rằng là trong đời sống hiện đại thì xã hội càng phát triển, chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những bệnh nhân mắc bệnh rối loạn lo âu. Dược sĩ thì có thể giải thích về điều này được không ạ? Rối loạn lo âu nó là một hiện tượng thường gặp trong cuộc sống. Nó gặp ở rất nhiều người và có những biểu hiện rất khác nhau. Những cái rối loạn lo âu bình thường, tức là mình lo lắng suy nghĩ về một cái vấn đề đấy mà nó được biểu hiện rõ ràng. Chẳng hạn như mình lo nghĩ về công việc này, suy nghĩ về bệnh tật này, hay suy nghĩ về gia đình. Nhưng cũng bên cạnh đó thì cũng có những cái rối loạn lo âu nó là bệnh lý, tức là mình có những cái lo âu, những cái lo lắng quá mức, nó mơ hồ, nó không biết bởi một nguyên nhân nào hết. Và thực ra là cái hiện tượng, cái hội chứng rối loạn lo âu nó có rất là nhiều biểu hiện khác nhau. Và hiện nay ấy, với cái cuộc sống của mình nó hiện đại ấy, cũng chịu rất là nhiều ảnh hưởng, nhiều áp lực cuộc sống. Có những tình huống nó xảy ra dẫn đến nhiều cái lo lắng hơn cho kể cả người lớn, người trẻ, thậm chí là trẻ con hay là người già ấy. Thưa dược sĩ, nhiều người thì cho rằng là bệnh rối loạn lo âu thường xảy ra với các đối tượng như là họ là những cái đối tượng dân văn phòng chẳng hạn, những người mà gặp rất là nhiều những cái căng thẳng, những cái stress trong cuộc sống. Nhưng mà cũng có rất là nhiều bệnh nhân chia sẻ rằng đôi khi họ không gặp phải vấn đề nào về tâm lý, về chất lượng cuộc sống cả, mà đột nhiên họ lại lo lắng một cách vẩn vơ và dẫn đến tình trạng là rối loạn lo âu. Dược sĩ có thể giải thích điều này cho quý vị khán giả được rõ hơn được không ạ? Như mình cũng đã chia sẻ phần trên ấy, có những người ta gặp những cái hội chứng lo âu nó trở thành một cái dạng bệnh lý, tức là người ta có những cái sự lo lắng quá mức, những cái sự lo lắng mà nó hơi vô lý. Tuy nhiên là cái này không phải là không gặp phải, mà cũng có rất nhiều người gặp phải, dù là người ta không căng thẳng, không stress hay là không chịu một cái áp lực nào đấy, thế nhưng người ta vẫn bị những cái triệu chứng như vậy. Tự nhiên người ta cảm giác như là lo lắng mơ hồ về một cái điều gì đó trong cuộc sống, thì điều này cũng rất là khó để giải thích được. Thực ra là cái hội chứng rối loạn lo âu nó do rất là nhiều nguyên nhân gây nên, trong đấy có một cái điển hình đấy là cái sự rối loạn về các cái chất dẫn truyền thần kinh, phải kể đến đó là serotonin hay là dopamine. Khi người ta gặp một bệnh lý nào đấy hoặc là những cái tác dụng phụ của một cái loại thuốc nào đấy chẳng hạn, mà nó gây nên cái sự rối loạn việc tiết và điều hòa các cái hormone thần kinh đó, thì nó cũng sẽ gây cho bệnh nhân những cái hội chứng rối loạn lo âu. Tại sao tình trạng rối loạn lo âu lại dẫn tới một cái biểu hiện đó là mất ngủ kéo dài? Thưa dược sĩ có thể giải thích điều này cũng như là cung cấp thêm những cái thông tin về tình trạng mất ngủ ở những bệnh nhân bị mắc rối loạn lo âu. Thực ra cái rối loạn lo âu ấy và mất ngủ nó có sự liên quan đến nhau. Nó như là một cái vòng tròn ấy. Khi mình rối loạn lo âu, tức là mình đã bị căng thẳng, bị kích thích, thì chắc chắn là mình sẽ đi vào giấc ngủ rất là khó khăn. Mình hay suy nghĩ vẩn vơ, hay suy nghĩ quá mức về một cái điều gì đó mơ hồ, thì chắc chắn là giấc ngủ của mình nó sẽ không ngon và mình rất là hay mất ngủ. Ngược lại, đối với những người mà mất ngủ lâu dài ấy, mất ngủ thường xuyên, khi mất ngủ thì chúng ta lại suy nghĩ, và khi suy nghĩ thì chúng ta lại mất ngủ. Dường như hai cái đó nó sẽ là một cái vòng tròn luẩn quẩn, và chắc chắn là những người mà hay bị rối loạn lo âu thì người ta sẽ mất ngủ, và có thể là cái triệu chứng mất ngủ nó kéo dài thì sẽ rất là nguy hiểm. Như những gì mà dược sĩ vừa chia sẻ cùng với quý vị khán giả thì công nghệ thấy rằng là
Rõ ràng rối loạn lo âu cũng như là mất ngủ kéo dài sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc, đến chất lượng cuộc sống, đúng không ạ? Vậy thì trong những cái hoàn cảnh này, với những bệnh nhân bị mắc rối loạn lo âu, thậm chí là nặng thêm dẫn đến tình trạng mất ngủ và cuối cùng là trầm cảm, thì dược sĩ có những lời khuyên như thế nào, và liệu rằng là họ có thể tìm thấy những cái sản phẩm nào trên thị trường uy tín, chất lượng và lành tính để có thể giúp điều trị cũng như là khắc phục được tình trạng này và đảm bảo được cái giấc ngủ của mình, thưa dược sĩ? Rối loạn lo âu hay là rối loạn trầm cảm hay là những cái triệu chứng mất ngủ thì nó đều có sự liên quan đến nhau, và có một sự liên quan giữa ba cái triệu chứng này, đấy là có sự nó đều liên quan tới cái chất dẫn truyền thần kinh, đó là cái chất serotonin. Serotonin thì nó là một cái chất dẫn truyền thần kinh mà nó giống như là một cái để nó điều hòa cái cảm xúc của cơ thể, điều hòa cái quá trình hưng phấn cũng như là cái quá trình bị ức chế thần kinh của cơ thể. Cái chất này nếu mà nó tiết ra đều đặn ở những người bình thường thì nó sẽ làm cho tinh thần chúng ta sảng khoái, thoải mái, rất là dễ chịu. Nhưng mà khi nó tiết ra quá mức thì nó sẽ cũng làm cho chúng ta trở nên là bình tĩnh thái quá chẳng hạn, hay là chúng ta mơ hồ về một điều gì đó. Nhưng khi mà bị thiếu cái chất dẫn truyền này ấy, thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy liên quan đến những cái triệu chứng trầm cảm. Khi mà chúng ta bị mắc các chứng rối loạn lo âu liên quan đến trầm cảm thì ngoài việc thăm khám bác sĩ để biết được nguyên nhân đi chính xác cũng như là có cái phác đồ điều trị đối với căn bệnh này, thì chúng ta có thể sử dụng thêm các cái loại sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược, mà có những cái thành phần nó giúp hỗ trợ, nó giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn, giúp chúng ta hoạt huyết, lưu thông, có những cái giấc ngủ nhẹ nhàng, khi tỉnh dậy thì nó không mệt mỏi, thì nó cũng sẽ giúp hỗ trợ rất nhiều trong cái việc điều trị rối loạn trầm cảm. Chẳng hạn như tôi đã được tham khảo và nghiên cứu có một cái sản phẩm rất phù hợp cho bệnh này, đấy là sản phẩm Bát Não Tiên. Bát Não Tiên nó là một cái sản phẩm hoàn toàn chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, và cái cũng có cái cách điều trị, cách gọi là cách bào chế nó rất là ưu việt. Nó có một hộp của nó thì nó sẽ có hai cái loại sử dụng, là viên ban ngày dùng riêng và viên ban đêm dùng riêng. Viên ban ngày thì nó giúp là hoạt huyết, lưu thông, tuần hoàn máu não. Viên ban đêm thì có chứa những cái dược chất nó giúp cho an thần, dễ ngủ, mà khi chúng ta ngủ dậy nó không cảm giác mệt mỏi, ly bì hay là phụ thuộc thuốc giống như là các cái loại thuốc ngủ khác trên thị trường. Thì bạn có thể tham khảo hoặc là cho người nhà tham khảo về những cái sản phẩm này. Thưa dược sĩ, tôi bị mất ngủ đã lâu, đi khám ở bệnh viện tâm thần Hải Phòng thì được chẩn đoán là rối loạn lo âu. Điều trị được 3 tháng thì bác sĩ chuyển qua điều trị chứng trầm cảm. Tôi thì đã uống thuốc Remeron, thế nhưng không khỏi. Tôi không khó đi vào giấc ngủ, song ngủ thì mơ liên miên và giấc ngủ thì rất là chập chờn. Thỉnh thoảng thì tôi còn bị đánh trống ngực do nhịp tim nhanh. Liệu tôi có thể sử dụng thêm sản phẩm là Bát Não Tiên để cho dễ ngủ hay không? Xin dược sĩ có thể tư vấn. Rất là cảm ơn dược sĩ. Vâng, có nghĩa thì rất là mong dược sĩ sẽ giải đáp câu hỏi này cho vị khán giả để chúng ta có thể gỡ rối những cái thắc mắc của mình. Về trường hợp của bệnh nhân thì thực ra là bệnh nhân cũng đã đi thăm khám, có phác đồ điều trị, thế là đã được điều trị bằng một loại thuốc là Remeron, đó là một loại thuốc chống trầm cảm. Nhưng mà như bệnh nhân đã nêu trên ấy, thì là bệnh nhân đã sử dụng thuốc này tầm 3 tháng và cũng không có cải thiện nhiều, đúng không ạ? Thì trong trường hợp của bệnh nhân thì đã có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Nếu sử dụng thuốc mà nó không được đáp ứng thì tốt nhất trường hợp của bệnh nhân thì nên đi thăm khám để nhận được sự tư vấn của bác sĩ. Có thể là bác sĩ sẽ thay đổi phác đồ điều trị hoặc tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này. Bên cạnh đó thì cũng như tìm hiểu của người nhà bệnh nhân đã tìm hiểu về sản phẩm Bát Não Tiên, bệnh nhân có thể dùng kèm thêm sản phẩm này. Bởi vì là tuy nó không là một loại thuốc để chữa chứng trầm cảm như bệnh nhân đã nêu, nhưng đối với những bệnh nhân đã sử dụng Bát Não Tiên, nó sẽ giúp cho bệnh nhân được hoạt huyết, lưu thông, tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng khó chịu, giúp giảm các triệu chứng căng thẳng. Đặc biệt là về ban đêm thì bệnh nhân sẽ có những cái giấc ngủ ngon, những cái giấc ngủ mà khi mình tỉnh dậy mình không cảm thấy mệt mỏi, khó chịu hay căng thẳng, thì nó cũng hỗ trợ rất nhiều trong những cái chứng bệnh trầm cảm của bệnh nhân. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Thưa quý vị khán giả, hy vọng với những thông tin vừa rồi đến từ dược sĩ Nguyễn Thị Điện, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân và những người thân trong gia đình của mình. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn về bệnh lý và sản phẩm, có thể gọi đến số hotline 033-567-2008 hoặc có thể gửi thư về địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống.
Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.